Hôm nay mình sẽ làm video mổ xẻ và 5 điểm đặc biệt về phần cứng bên trong máy PS5. Video này sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về phần cứng trong máy PS5, cũng như câu trả lời về khả năng nâng cấp ổ cứng SSD, khả năng tản nhiệt, hiệu quả tản nhiệt và liệu hai tấm chắn hai bên có thể gỡ ra được hay không. Mặt trước có cổng 10GB trên dây USB-C và cổng 480GB USB-A dựa trên phiên bản USB 2.0. Đằng sau có thêm hai cổng USB-A dựa trên phiên bản USB 3.0, băng thông là 10GB trên dây. Đằng sau có cổng Gigabit Internet cùng với cổng HDMI kết nối PS5 với TV. Kết nối không dây thì PS5 bao gồm Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1. Và Sony đề cập đến ở Blu-ray là một bộ phận hoạt động riêng hay lớp cách ly để giảm tiếng ồn. PS5 thiết kế khá độc lạ, đó là hai tấm chắn hai bên chỉ cần đẩy là có thể trượt ra ngay. Bên trong có lỗ bắt bụi để dễ dàng lau chùi PS5. Khác với Xbox buộc phải xài ổ cứng dành riêng cho máy với 1 TB dữ liệu với giá 220 đô, Sony có thể dùng bất kỳ ổ SSD nào để có thể tăng dung lượng cho máy. Ổ cứng đi kèm bên trong PS5 có dung lượng là 825GB và Sony sử dụng bộ điều khiển SSD riêng thiết kế để tăng cường tốc độ truyền dữ liệu. Điều đó có nghĩa là màn hình lock game sẽ bị tuyệt chủng. PS5 to là có lý do riêng với sức mạnh 10.3 TFLOP. PS5 mạnh gấp 5 lần PS4 nên khi hoạt động chắc chắn sẽ tạo ra nhiều nhiệt. Chính vì lẽ đó, Sony đã thêm vào nhiều lỗ hút khí ở phía trước và một cái quạt nhỏ để đẩy không khí từ phía trước vào bên trong máy và từ bên trong máy đẩy ra phía sau. PS5 sử dụng CPU ADM Ryzen 8 nhân với 3.5GHz và GPU AMD Radeon RDNA 2 với 2.3GHz cùng với ổ SSD 825GB như đã nói trên với bộ nguồn 350W. Vì sức mạnh trên, tản nhiệt của PS5 chiếm gần một nửa kích thước của máy. Bộ tản nhiệt sử dụng ống dẫn nhiệt để tản nhiệt. Và Sony cho biết nó mang lại hiệu suất làm mát tương tự như buồng hơi. Một trong những điều thú vị nhất của PS5 là sử dụng vật liệu dẫn nhiệt kim loại lỏng để mang lại hiệu suất làm mát cao, ổn định dài lâu. PS5 sử dụng một chipset mạnh mẽ được thiết kế để chạy với tốc độ 3.5GHz và nó tạo ra rất nhiều nhiệt. Bởi vậy mới sử dụng bộ tản nhiệt, nhưng vì sự tiếp xúc giữa bộ tản nhiệt và chip dẫn đến khả năng chịu nhiệt nên cần một vật liệu dẫn nhiệt để dẫn nhiệt tốt hơn giữa hai điểm tiếp xúc. Intel thường sử dụng keo tản nhiệt làm vật liệu tản nhiệt trên các CPU của mình. Mặc dù nó là một giải pháp giá cả phải chăng, nhưng nó không phải là một giải pháp tản nhiệt hiệu quả nhất. Vật liệu dẫn nhiệt kim loại lỏng đắt hơn, nhưng vì nó có độ dẫn điện cao hơn nên hoạt động tốt hơn trong việc hút nhiệt. Chính vì vậy, vật liệu này có thể mang lại hiệu suất cao nhất được duy trì tốt trên PS5 vì CPU không cần phải điều chỉnh để tránh quá nhiệt. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.